Chiều ngày 24 tháng 6, tại Tòa soạn báo Tri thức và Cuộc sống, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã công bố quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Tri thức và Cuộc sống và quyết định thành lập Công đoàn báo Tri thức và Cuộc sống. Tham dự buổi lễ có đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cùng đông đảo các cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo Tri thức và Cuộc sống. Tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức, Chính sách Hội đã trao quyết định số 483 QĐ-LHHVN ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Châu, Thư ký Tòa soạn, Trưởng ban Tầm nhìn báo Tri thức và Cuộc sống, giữ chức Phó Tổng biên tập báo Tri thức và Cuộc sống. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định. Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Tổ chức và Chính sách Hội, chúc mừng tập thể báo Tri thức và Cuộc sống được kiện toàn thêm lãnh đạo. Chúc mừng ông Nguyễn Danh Châu đã được Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng biên tập báo Tri thức và Cuộc sống. Ông Phạm Hữu Duệ khẳng định, báo Tri thức và Cuộc sống được ra đời trên cơ sở sát nhập 4 cơ quan báo chí đều có tên tuổi và có nhiều cống hiến trong làng báo chí. Đó là Khoa học và Đời sống, Tầm nhìn, Đất Việt, Kiến thức. Thời gian qua, báo Tri thức và Cuộc sống đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao phó. Điều mong muốn của Đảng đoàn cũng như Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là đẩy mạnh hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích của báo. Tuy nhiên, các hoạt động tư vấn phản biện, truyền tải kiến thức đến bạn đọc hiện nay còn nhiều hạn chế. Với sự bổ nhiệm tân Phó Tổng biên tập, ông hy vọng rằng báo Tri thức và Cuộc sống sẽ có những thay đổi, những bước tiến mới để đưa được những thông tin, kiến thức đến gần hơn với bạn đọc, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Tổng biên tập Nguyễn Danh Châu trân trọng cảm ơn Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tin tưởng giao phó chức vụ này. Ông khẳng định, ở cương vị mới, sẽ luôn nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành những trọng trách mà Đảng đoàn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giao phó. Cũng trong buổi lễ, báo Tri thức và Cuộc sống đón nhận quyết định số 07 QĐ-CĐ-LHHVN của Công đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Công đoàn báo Tri thức và Cuộc sống và ra mắt Ban chấp hành lâm thời.